Nhưng ơi xuân đành đoạn bỏ đi, cái con thú nó vừa lên 2 tháng tuổi. Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt trong khi anh vẫn còn tha thiết yêu em. Suốt một đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng lại ra đi không trở lại nữa rồi. Anh thì suốt đời mang nang, chỉ tội nghiệp cho con khờ nó còn trong dạy dỗ từng yêu ai chăm sóc dỗ gì yêu tiếng đủ em trong giấc ngủ đêm dài nó sẽ khóc đòi cha buồn gì nghe cha thì bị còn mẹ thì bỏ đi xa. Thương đế ơi ông bài chi ra thắp càng làm nát lòng nhau tan nát một gia đình. Thôi thì đành lao 2 năm trời dây vô, con đã phụ lòng thầy trong 1 phút 1 giây. Áo nhà chùa con không còn giữ được thì ba lại này con xin từ tà giới ân sư gọi là vĩnh viễn trời xa thì nghe tự giác việc tiếng kệ lời kinh đi mãi mãi không còn được nghe mỏ sớm chuông
đời con nảy tay vào tối à. Bằng điện tâm 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 không rời lối lòng. Phát giác chuyện của 20 năm.